Nha, bữa nay mình đi Tết trong vườn dừa cả nhà ơi, mà cả nhà thời gian Tết nha, bữa nay mùng 3, quên đó, bữa nay mùng 5 nghe cả nhà. Mùng 5 mình đi kiếm cá ăn nữa cả nhà ơi. Mà ở nhà nha. Ôi, trời 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 ơi, trời có cái hết cái to rồi. Sáng sớm này mình lội nữa rồi cả nhà ơi, gần đây nè, đi gần lên đây nè, cá gì lên tim bự quá rồi, sáng sớm mình lội nữa rồi cả nhà ơi. Ở đây nè, cá trê gì trời, ui cá tróc hay cá trê vậy, u cá lóc cả nhà ơi. Cá lóc ới nữa cả nhà ơi. Ủa, cái giò đứng quá yếu rồi, đi không nổi. Này, cá lóc này. Cá lóc nửa ký. Hơn nửa ký cả nhà ơi. Khó đi quá, đi không nổi. Quá to. Này, này. Bả luôn. Con đầu tiên cả nhà ơi. Mình test cái này là phải nhanh tay lẹ mắt cả nhà ơi. Cái gì ra vô phi quá. Ui trời. Ui làm mọc với người ta. Ui làm mọc nữa rồi. Tôi mò thử coi. Tiêu à. Cái gối vậy. Tiêu rồi, đụng nó tiêu rồi. Tiêu luôn à. Anh
anh em có vô coi thì coi, đừng có bình luận nói này nói nọ nha anh em. Muốn khó thấy quá, trống trống thì dễ, còn cái muốn quá trời muốn. Chọn nó chạy, chạy lên bọt. Chạy mình bọt cái gì ta? Tùy quá. Khó thấy quá. Úi, đang lóc rồi. Cái lóc này nhỏ chứ không bự nữa. Nó quá đen. Mới phải không nữa, mình thấy nó bật lên cái trong cống. Ôi dính nè, dính nè, dính nè, ê quá sâu. Ôi ơi gọi, trời ơi chết queo rồi. Đây đây này. Cái lóc nhỏ đó nhà ơi, bự hơn vào cái chút. Yếu hai con à, con lớn con nhỏ. Nước thì khó thấy quá, nó thui. Cũng dừa nó mà chuối với dừa. Cái gô của nhà ơi. Gô. Đưa vô
Ừ. Con gì trời. Tết nè cả nhà ơi. Biết con gì nữa. Con sát mí nè. U ớt. Ớt. Ớt thế nha. Để giò nó ngoài nhảy. Trời ơi, rách cái quần luôn rồi. Đèo lên. Bên này nước nó trong. Con gì trời. Chết cái giờ. Anh em cũng có bình luận nữa cả nhà ơi, là chơi mình làm cái vợt chớp. Mình cũng không rành cái đó nữa. Có cá không á. Mình muốn làm cái vợt chớp lắm mà cho nó khỏe. Với cái giò mình yếu quá, mình lội lên lội xuống khó khăn. Cái hai gì ngon bóng dữ ta. Ớt nó đi à. Cái nghề này của mình là cả 5-6 năm về trước á, rồi mình nghỉ rồi thời gian rồi mình đi mua cây. Mua cây rồi mình bị tai nạn, tới giờ mình không có đi mua cây nữa cả nhà ơi. Vụ đây thì khó đi nữa, thêm cái giò của mình. Đây cái gô của ngọn mấy bành bành thêm. Con gì ghê à? Đây là con ấy gu phi ta. Chú có ghê à?
đọt. Chuối này không có. Hai cái lằn gì vô không có. Ăn quá. Anh thấy lưng con ấy luôn, cá luôn. Chua chua. Còn gì chua. Bự quá à. Quá nhức lưng rồi đấy, mình test hết cái đường này mình nghĩ cái nào ấy. Nhức mình mẩy tùm lum chứ. Còn gì chúa trời. Trời. Gô này bự không? Đừng hết nổi luôn. Đi tắm dễ rồi. Thấy không? Thêm bánh bánh. Thank you.
Lương cũng có nữa. Thôi video mình quay ngắn gọn thôi cả nhà ơi, mình đi hết nổi rồi cả nhà ơi. À, bữa nay mình được nhiêu nè? Được hai cá lóc. Hai cá lóc với con ếch với hai cá rô cả nhà. Đó, thấy không? Cá lóc này cũng nửa ký, hơn nửa ký. Cái bữa nay mùng 5 mình kiếm cá ăn qua ngày cả nhà ơi. Thôi video mình có hay thì cả nhà nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ để mình có cái động lực ra video mới nha. Bye cả nhà nha.